Sáng sớm ngày 26 tháng 4 năm 1986, tại Ukraine thuộc Liên Xô cũ, đã xảy ra tiếng nổ gây chấn động. Lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ không rõ nguyên nhân. Ban đầu ai cũng cho rằng đây chỉ là một đám cháy bình thường, nhưng theo thống kê chính thức, lượng bức xạ được tạo ra bởi tai nạn nhỏ tương đương với 400 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima, Nhật Bản. Sau khi xảy ra thảm họa, tổng cộng có 500.000 người trên khắp thế giới tham gia giải cứu. Đến nay đã có 270.000 người mắc bệnh ung thư và 93.000 người tử vong. Trong vòng 2.600 km2 xung quanh, Chernobyl bị bỏ hoang hoàn toàn trở thành thành phố hoang, thậm chí nó còn gián tiếp gây ra sự tan rã của Liên Xô 5 năm sau đó. Cho nên sự thực chứng minh đây không phải tai nạn nhỏ, mà là vụ nổ hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người, vụ nổ thuộc về thảm họa mà nhân loại gặp phải trong hàng trăm năm qua. Mọi người đều biết về sự cố này, đó là sự cố Chernobyl, khiến mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Câu chuyện bắt đầu vào đầu giờ sáng, một người phụ nữ tóc vàng tên Lyudmila thức dậy đi vệ sinh giữa đêm, đột nhiên có tiếng nổ lớn bên ngoài, một ngọn lửa bốc cháy theo hướng nhà máy điện hạt nhân ở đằng xa. Chồng của Lyudmila, Vasily, là một lính cứu hỏa, anh nhận được thông báo phải lập tức đến nhà máy điện hạt nhân để dập lửa. Lúc này mọi người đều không rõ tính nghiêm trọng của vụ việc. Trước khi đi, Vasily còn nói đùa rằng đây chỉ là một đám cháy rất bình thường, bảo vợ đừng lo lắng. Xe cứu hỏa nhanh chóng đến Chernobyl, lò phản ứng trước mắt đã bị nổ thành đống đổ nát, những lõi than chì bị nổ tung rơi khắp mặt đất, mỗi mảnh than chì đều có một nguồn bức xạ cực mạnh. Lúc này lính cứu hỏa vẫn không rõ tình trạng, dường như không đeo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào mà bắt đầu lắp đặt ống nước để dập lửa. Họ căn bản không biết rằng họ đã đến nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Dần dần có người phát hiện tình hình không ổn, trên mặt bắt đầu bị bỏng do tia bức xạ, còn có lính cứu hỏa vì tò mò đã nhặt một mảnh than chì lên, ngay lập tức găng tay của anh ấy bắt đầu tan chảy, lòng bàn tay bị cháy chảy tiết canh. Mấy phút trôi qua, lính cứu hỏa bắt đầu liên tục nôn mửa và thậm chí còn gục ngã. Các lính cứu hỏa phía sau lập tức cứ tiến lên liên tục. Ngay lúc những anh hùng này chiến đấu bằng mạng sống của họ, các kỹ sư trong phòng thí nghiệm vẫn còn đang bàng hoàng. Lúc này các đèn cảnh báo trên bảng điều khiển sáng toàn bộ, thiết bị cảnh báo cứ reo hết cái này đến cái khác. Dialov, trợ lý kỹ sư trưởng ngồi trong phòng thực nghiệm đêm đó, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản ứng đầu tiên của ông là vội đẩy trách nhiệm cho hai cấp dưới. Sau đó một kỹ sư chạy vào với vẻ mặt sợ hãi, nói rằng lõi của lò phản ứng đã bị phát nổ. Dialov nghe xong căn bản không tin, còn nói rằng người ta bị dọa phát ngốc rồi. Sở dĩ ông ta không tin là bởi vì lõi lò phản ứng không thể phát nổ trong tình huống bình thường, và nếu thật sự lõi lò phản ứng xảy ra vấn đề thì đó không phải là tai nạn hạt nhân thông thường nữa. Thực ra sau khi kỹ sư nói lõi phản ứng phát nổ, Dialov đã lẻn ra ngoài xem thử. Ông ta tận mắt nhìn thấy than chì của lõi phản ứng bị nổ tan tành từng mảnh trên mặt đất, cũng ngửi thấy mùi kim loại tràn ngập trong không khí, nhưng trở về phòng thí nghiệm lại lừa mình dối người xem như không thấy gì, còn liên tục sai cấp dưới tới lò phản ứng thăm dò tình hình, mà hành vi như vậy không kém gì là trực tiếp đưa họ vào chỗ khó. Quả nhiên, dưới tia bức xạ siêu cao, nhanh chóng các kỹ sư liên tục bắt đầu nôn ra tiết canh, ngã xuống giữa đường. Kỹ sư thoát ra ngoài an toàn cũng bị cháy bỏng cả mặt chỉ trong vài phút. Dialov nhìn thấy tình hình không thể kiểm soát được, ông ta mau chóng rời khỏi phòng thực nghiệm có tia bức xạ mạnh, trốn đến phòng an toàn và gọi điện báo tình hình cho cấp trên. Rất nhanh, quản đốc kỹ sư trưởng cũng đến phòng an toàn, nhưng câu đầu tiên khi họ gặp mặt đã nói là đùn đẩy trách nhiệm. Đầu tiên là quản đốc, sao tôi lại có trách nhiệm chứ? Lúc đó tôi đang ngủ. Sau đó là Dialov, ông ta nói phương án do kỹ sư trưởng phê chuẩn, thao tác cụ thể là hai kỹ sư cấp dưới làm, không liên quan đến bản thân ông. Cuối cùng là kỹ sư trưởng, ông ta nói rằng người giám sát trực tiếp đêm nay là Dialov, ông không ở công xưởng, cho nên cũng không tồn tại cái gọi là trách nhiệm. Mọi người đã xóa bỏ sạch trách nhiệm của mình trước rồi mới thảo luận về thảm họa, nhưng hơn thế nữa là Dialov không hề nói sự thật cho họ. Ông ta cố tình che giấu sự thật về lõi phản ứng phát nổ, ông ta nói rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ. Dialov nói rằng chỉ số tia bức xạ hiện tại ở mức 3.6 Rontgen. Quản đốc nghe xong cảm thấy vẫn ổn, nhưng ông ta không biết rằng 3.6 Rontgen chỉ là chỉ số tối đa của dụng cụ đo trong phòng thí nghiệm, lượng phóng xạ thực sự đã vượt ra ngoài phạm vi đo lường thông thường. Bên khác, Lyudmila vẫn chờ người chồng lính cứu hỏa trở về. Những hàng xóm ở trong khu đã gặp nhau trên cây cầu gần nhà máy điện hạt nhân nhất để xem đám cháy. Thực ra không khí lúc này đã tràn ngập lớp bức xạ siêu mạnh, nhưng họ căn bản không biết, người già, người trẻ, thậm chí là trẻ em cứ trơ trụi như vậy tiếp xúc với tia bức xạ hạt nhân đủ để xử tử người trong đó. Họ vẫn than thở cảnh tượng trước mắt thật đẹp. Bên phòng thí nghiệm yên tĩnh mọi bề, tất cả mọi người đều sợ hãi bởi sự cố này. Hai kỹ sư lo lắng sợ đám cháy sẽ phá hủy lõi phản ứng nên quyết định mạo hiểm đi vào lò phản ứng, mở cửa chữ nước và làm mát bằng tay. Họ biết lần này đi có thể một đi không trở lại, nhưng vẫn mặc kệ tất cả bước vào địa ngục. Lúc này vụ nổ đã xảy ra được 4 tiếng, quan chức chính phủ địa phương cuối cùng cũng tụ họp lại để thương lượng đối sách. Quản đốc vừa bắt đầu đã ra vẻ không có chuyện gì. Ông ta nói với mọi người rằng đừng lo lắng, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng có quan chức đưa ra ý kiến rằng bên ngoài đã có người vừa nôn mửa lại bị bỏng bởi nhiễm bức xạ rồi, cho nên đề nghị mau chóng sơ tán đám đông. Lúc này một thủ lĩnh có quan hàm cao nhất đứng dậy, lời nói tiếp theo của ông không kém gì phán cái tử cho vô số người dân vô tội. Chúng ta sẽ phong tỏa thành phố này, không ai được phép rời khỏi, cắt các đường dây điện thoại. Với những thông tin sai lệch lan tràn của lính cứu hỏa, chúng ta cần đề phòng người dân phá hoại thành quả lao động của mình. Đúng vậy các đồng chí, chúng ta sẽ được thưởng cho những gì chúng ta làm trong tối nay, đây là khoảnh khắc phát nhiệt và tỏa sáng của chúng ta. Sau khi các quan chức rời đi, một kỹ sư chủ động đi vào báo cáo tình hình. Anh ấy nói rằng mình đo lường lượng tia bức xạ của lò phản ứng gần đó, căn bản không phải 3.6 Rontgen như đã nói trước đó. Tình hình bây giờ là ngay cả dụng cụ đo lường 200 Rontgen cũng vượt qua thông số bình thường rồi. Hơn nữa ông ấy còn nhìn
thấy than chỉ bị vỡ nát rơi lung tung trên mặt đất. Lúc này trên đường đã có vô số người ngã xuống đất và nôn mửa. Quân đội mang căng tới để cấp cứu khẩn cấp những nhân viên bị thương, nhưng họ cứ đi như thế cũng bị ngã gục xuống. Bệnh viện địa phương chặt kín người đau khổ than khóc, lực lượng lính cứu hỏa bị bỏng nghiêm trọng. Rất nhanh các quan chức chính phủ cấp cao mở cuộc hội nghị tối cao ở Moscow, nhưng bởi vì đám người quản đốc nói dối về tình hình thực sự, nên theo báo cáo tình hình mà họ nắm được bây giờ, đây vẫn là một vụ tai nạn nhỏ. SH Chekhbina, phó bộ trưởng phụ trách quản lý năng lượng cho biết, tình hình hiện tại không nghiêm trọng, tia bức xạ không ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Lúc mọi người nói vài câu đơn giản chuẩn bị qua quyết tan họp, một nhà vật lý hạt nhân tên là Legazov đứng dậy. Ông chính là nhân vật chính của bộ phim, cũng là người hùng vĩ đại nhất trong sự cố Chernobyl trong bộ phim này. Ông ấy cho biết theo các chi tiết trong báo cáo, ông nghi rằng sẽ phát hiện các mảnh vỡ than chì ở hiện trường, mà sự xuất hiện của than chì cũng nghĩa rằng lõi phản ứng đã bị phát nổ. Hơn nữa, xét về mặt khoa học, các mối nguy hiểm về lõi phản ứng sẽ như này: mỗi nguyên tử U235 đều giống như một viên đạn bắn ra với tốc độ gần bằng ánh sáng, có thể xuyên qua mọi thứ trên quãng đường chuyển động của nó, cây cối, kim loại, xi măng, thể xác. Mỗi gram trong U235 có chứa hơn 1.000.000.000 viên đạn này, đó chỉ là 1 gram thôi, và Chernobyl chứa hơn 3 triệu gram. Bây giờ đang bốc cháy, gió sẽ mang theo những hạt có tính phóng xạ này đi khắp lục địa, mưa sẽ mang chúng xuống dưới đất của chúng ta. Đó là 3.000.000.000.000 viên đạn trong không khí mà chúng ta đang hít thở, nước mà chúng ta uống và thực vật và chúng ta ăn. Hầu hết các viên đạn này sẽ không dừng phóng trong hơn 100 năm, và một số trong đó sẽ duy trì hơn 50.000 năm. Sự việc to lớn, Gorbachenko cử phó bộ trưởng SH Chekhbina và Legazov đến hiện trường điều tra tình hình. Trực thăng nhanh chóng đến bầu trời của Chernobyl, lời nói dối của quản đốc đã bị vạch trần. Lúc này tòa nhà xưởng đang bốc khói nghi ngút, toàn bộ lò phản ứng đều bị nổ thành đống phế thải. Quản đốc và kỹ sư trưởng đã chờ đón ở đây từ sớm. Hai người vừa gặp cấp trên thì liên tục nịnh nọt, còn khoe khoang rằng công việc cứu trợ thiên tai đã đạt được thành tích xuất sắc dưới sự lãnh đạo của mình. Lúc này, các lính cứu hỏa đang chiến đấu đẫm tiết canh, những người bên ngoài hẹo liên tục, thế mà họ vẫn nghĩ rằng mình rất xuất sắc. Có điều trước thảm họa, có kẻ tiểu nhân thì cũng có anh hùng. Để đo chính xác cường độ bức xạ cụ thể, một tướng quân đã không màng sự sống, đích thân đến vùng lõi hạt nhân xảy ra sự cố để đo chỉ số bức xạ. Sau đó, ông cầm kết quả trở về đã khiến mọi người sốc. Lúc này, lượng bức xạ trong vùng lõi nhà máy đã lên tới 15.000 rangen. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thảm họa tầm cỡ thế giới. Nghe thấy tin tức này, SH Chekhbina lập tức đuổi quản đốc và kỹ sư trưởng đi. Ông tuyên bố chính thức tiếp quản Chernobyl. Bước đầu tiên trong việc cứu trợ thiên tai là dập lửa. Trước đó các quân đội đã dùng nước dập lửa, nhưng một khi nước phun vào lõi phản ứng đang bốc cháy thì sẽ chảy xuống đất, thì sẽ gây ra ô nhiễm nghiêm trọng về nguồn nước sinh hoạt. Lúc này, Legazov đề nghị, trước mắt chỉ có thể dùng trực thăng thả bom và đất cát xuống. Nhưng làm như vậy sẽ có một vấn đề, đó là mức độ phóng xạ hiện tại bên trên khu nhà xưởng đủ để tiêu diệt toàn bộ trực thăng và phi công, cho nên đây lại là một nhiệm vụ tử thần. Quả nhiên, chẳng mấy chốc một trực thăng đã mất kiểm soát do nhiễm phóng xạ, trực tiếp chui vào trong màn khói dày, sau đó lại đâm vào dây cáp lập tức rơi vỡ. Có điều khiến mọi người cảm động là tất cả các phi công còn lại vẫn mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ, mà cái giá họ phải trả cũng thật khủng khiếp. Theo dữ liệu cho thấy, các phi công tham gia hành động lúc đó đều hẹo hết vài năm sau đó. Máy bay sử dụng trong nhiệm vụ lần đó cũng bị vứt bỏ hoàn toàn. Bên khác, vùng Belorussian tiếp giáp với Chernobyl cũng phát hiện bất thường. Một nhà vật lý hạt nhân tên Ulana đã điều tra và nhận định rằng nguồn gây ô nhiễm đến từ Chernobyl. Cô lập tức đến chính phủ địa phương, đề nghị các quan chức nên báo cáo việc này cho dân chúng, tránh việc vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng các quan chức không coi trọng lời nói của cô. Nhưng thực ra lúc này, bụi phóng xạ đã bay đến châu Âu theo chiều gió rồi. Ngay cả Viện Nghiên cứu Thụy Điển cũng phát hiện ra dị thường của bức xạ. Sau đó, người Mỹ đã dùng vệ tinh chụp lại vụ cháy Chernobyl. Nước Pháp đã cấm trẻ em ra ngoài từ lâu. Dưới áp lực của bên quốc tế, Liên Xô cũ cuối cùng cũng thừa nhận đã xảy ra vụ cháy ở Chernobyl, nhưng lúc này họ vẫn che giấu tình hình về vụ nổ hạt nhân. Bên Ulana quyết định đi đến Chernobyl một mình để đóng góp sức lực của mình. Cô tìm đến SH Chekhbina và Legazov, trực tiếp chỉ ra có một nhược điểm chí mạng trong phương án dập lửa của họ, bởi vì phương án dập lửa hiện tại là dùng bom và đất cát phủ lên lõi phản ứng, nhưng ở nhiệt độ siêu cao này, đất cát sẽ nhanh bị tan chảy thành nham thạch nóng chảy, mà nham thạch sẽ tan chảy thành các phiến nước bên dưới trong vòng 2 ngày và chảy vào hồ chứa, cuối cùng sẽ là một vụ nổ hơi nước, mà một khi xảy ra vụ nổ, ba lò phản ứng còn lại của Chernobyl sẽ bị nổ toàn bộ châu Âu sẽ mất cân bằng. Ba người giải thích tình hình ở Điện Kremlin và cho biết hiện tại chỉ có 72 tiếng để giải cứu. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là cần ba công nhân lặn xuống hồ chứa nước ngầm, mở cửa nước xả bằng thủ công. Nhưng vấn đề là bức xạ trong hồ chứa nước lúc này cực mạnh, sau khi lặn xuống rất có thể sẽ hẹo trong vòng một tuần. Đưa các công nhân xuống dưới nước đồng nghĩa với việc gián tiếp tiêu diệt họ. Trước thảm họa không có thời gian bối rối, Legazov tụ tập các công nhân lại, hứa với những công nhân xuống nước rằng sau này sẽ trợ cấp 400 rúp vào mỗi năm. Nhưng các công nhân không phải kẻ ngốc, ai cũng biết lặn xuống nước là chắc chắn sẽ đăng xuất. Bất đắc dĩ, SH Chekhbina đứng dậy ra bài tình cảm với các công nhân. Ông nói rằng hành động lần này đều vì nhân loại, khiến mọi người cảm động là luôn có anh hùng đứng lên trong lúc hoạn nạn. Có ba công nhân lần lượt đứng lên: Anonenko, Bespalov, Baranov. Ba vị anh hùng mặc đồ chống bức xạ thì đi thẳng đến đáy của lò phản ứng phát nổ. Bên trong bể chứa tối đen như mực, chiếc đèn pin mà họ mang theo chẳng mấy chốc đã bị hỏng vì nhiễm bức xạ, nhưng họ vẫn mò mẫm đi sâu hơn về phía trước. May mắn, cuối cùng họ đã hoàn thành nhiệm vụ trong khó khăn. Một đại nạn đã lướt qua chúng ta. Bên khác, Lyudmila đến bệnh viện Moscow tìm chồng mình.
Vasily. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng cô cũng gặp được chồng mình bị cháy hết cả khuôn mặt, nhưng may mắn rằng trạng thái tinh thần của Vasily xem như không tệ, trông có vẻ đang dần hồi phục, nhưng thật ra đây chỉ là cầu vồng trước khi cơn bão ập đến. Đến buổi tối, Lyudmila bị tiếng hét của chồng đánh thức. Đợi cô chạy đến phòng bệnh, Vasily đã bị hủy cả khuôn mặt, mụn nước mọc khắp người. Cô nhìn chồng mình vẫn còn khỏe mạnh ra ngoài vào một ngày trước, bây giờ lại biến thành dáng vẻ này. Lyudmila vô cùng đau đớn, nhưng để động viên chồng, cô đã gượng cười. Cô còn cố ý kéo rèm cửa sổ và nói với chồng, bên ngoài cửa sổ là quảng trường đỏ và điện Kremlin mà anh luôn muốn đến. Bên cạnh còn có nhà thờ Chúa Cứu Thế và nhà tưởng niệm Lenin. Vasily nghe xong thì vô cùng đắc ý, bởi vì anh từng hứa sẽ dẫn vợ đến Moscow chơi. Lần này anh cảm thấy cuối cùng mình cũng thực hiện được lời hứa rồi. Nhưng Vasily không biết rằng thực ra bên ngoài không có gì cả. Lyudmila chỉ muốn dùng cách này để bày tỏ lời tỏ tình lãng mạn lần cuối với chồng. Khi thời gian trôi qua, lại xuất hiện một vấn đề mới trong nhà máy điện hạt nhân. Lần trước ba vị anh hùng lặn xuống hồ chứa nước để giải phóng nước, chỉ là tạm thời dập tắt cuộc khủng hoảng, nhưng điều nên đến cũng phải đến. Theo kiểm tra đo lường, lớp bê tông hiện tại chỉ có thể trụ được 6 đến 8 tuần, sau đó nham thạch vẫn sẽ chảy vào nước ngầm và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước uống của 50 triệu người. Cách duy nhất bây giờ là đào một đường hầm khổng lồ dưới lò phản ứng và lắp đặt một thiết bị trao đổi nhiệt để làm mát, bởi vì vị trí xây dựng nằm ở dưới lõi phản ứng tan chảy. Vì vậy ai sẽ thực hiện nhiệm vụ tử thần này trở thành một vấn đề khó khăn nhất. Câu chuyện đến đây, lại có anh hùng xuất hiện rồi. Họ là những thợ mỏ dính đầy than đen trên người. Các công nhân đều hiểu rằng hành động lần này chắc chắn là phải hẹo. Ban đầu không muốn, nhưng khi họ biết được chuyện này liên quan đến nguồn nước uống của hàng chục triệu người, thì sẵn sàng xuất phát mà không hề do dự. Trước khi đi, họ bôi than nguội trên người mình lên bộ vest bảnh bao của bộ trưởng than. Hàm ý của họ rất rõ ràng, chúng tôi không phải là những con kiến do quan liêu các người sai khiến, nhưng chúng tôi nguyện ý cống hiến vì hàng chục triệu người. Sự tôn nghiêm của sinh mạng tỏa sáng rực rỡ trong khoảnh khắc này. Những công nhân này thực sự giải thích ý nghĩa cái được gọi là quan tâm đến toàn cục, không khiêm tốn, không hống hách. Xe buýt đến Chernobyl, quản đốc dẫn đầu đến tìm Legazov và biết nhiệm vụ cụ thể là đào một đường hầm 150m và một không gian ngầm 30m2 trong vòng 6 tuần. Quản đốc không nói một lời, dẫn các công nhân chịu đựng bức xạ mạnh và với nhiệt độ cao 50 độ dưới lòng đất, bắt đầu làm việc cả ngày lẫn đêm. Bên này công tác cứu hộ đang tiến hành, bên kia cần ai đó tìm ra sự thật. Legazov tìm đến Ulana, bảo cô đến Moscow điều tra vụ nổ đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ulana đến bệnh viện, nhìn thấy những kỹ sư trẻ tuổi đi xuống hầm vạn van lúc trước, họ bây giờ đã bị hủy cả khuôn mặt. Sau khi phỏng vấn một số kỹ sư đã có mặt đêm đó, Ulana chậm rãi tiến gần đến sự thật. Nhưng lúc cô chuẩn bị tiếp tục điều tra, một tổ chức thần bí tên KGB đã bắt cô đi. KGB có tên đầy đủ là Hội đồng An ninh Quốc gia Liên Xô. Thật ra họ không chỉ bắt Ulana, trước đó cũng luôn quan sát công việc của Legazov và SH Chekhbina trong âm thầm. Vì vậy rất rõ ràng, vụ nổ đêm đó không phải là một thao tác nhầm đơn giản như vậy, đằng sau nó còn che giấu vụ bê bối của chính phủ Liên Xô. Bên này, Điện Kremlin lại tổ chức một cuộc họp tối cao khác. Hiện tại công việc giải cứu quan trọng sắp kết thúc. Việc phải làm tiếp theo, đầu tiên là sơ tán cư dân trong 2.600 km2 gần Chernobyl. Thứ hai là công việc dọn dẹp sau thảm họa cũng nặng nề không kém. Sau thảm họa, công việc dọn dẹp chủ yếu về ba phương diện. Đầu tiên là những nhân viên cứu trợ thiên tai đã bị nhiễm bức xạ nghiêm trọng. Thi thể của họ phải được niêm phong trong quan tài kim loại, sau đó được đổ bê tông và chôn sâu xuống đất. Lúc họ sống thì vì nước quên mình, thăng đi còn phải bị cô lập khỏi thế giới mãi mãi. Trong đó có chồng Vasily của Lyudmila. Lyudmila lúc này cầm đôi giày đẹp nhất của chồng trong tay và lặng lẽ khóc trong gió. Lúc này thực sự cô đã mang thai, có thể dự đoán rằng một sinh linh nhỏ bé vẫn chưa đến thế giới này thì đã bị làm hại bởi bức xạ hạt nhân nghiêm trọng. Phương diện khác của công việc dọn dẹp là quét sạch các mảnh than trì đã bị nổ tung, chúng chính là thứ nguy hiểm nhất trong vụ thảm họa này. Hiện tại than trì nằm rải rác trên ba khu vực của vụ nổ, nơi có tình hình tốt nhất có mức độ phóng xạ 1.000 rengen mỗi giờ. Công nhân khi ở đó 2 tiếng sẽ được ăn chuối cả nải, mà khu vực có tình hình tệ nhất là Mark, mức độ phóng xạ 12.000 rengen mỗi giờ. Cho dù các công nhân mặc đồ bảo hộ cũng sẽ hẹo khi ở đó trong 3 phút, cho nên nếu các công nhân đi thẳng lên đó đồng nghĩa với việc tự sát. Cách duy nhất lúc này là dùng người máy, hơn nữa người máy bình thường thì không được. Người máy duy nhất làm được là xe tự hành mặt trăng được Liên Xô dùng lên mặt trăng. Khối lượng lớn trì trên xe tự hành mặt trăng mới có thể làm việc bình thường. Dưới bức xạ có cường độ cao như vậy, phía quân đội nhanh chóng chuyển xe tự hành mặt trăng đến. Nhân viên dọn dẹp bắt đầu cẩn thận tiến hành. Hai khu vực có tình hình khá ổn thì không có vấn đề gì lớn. Than trì dần được xử lý sạch sẽ. Khu vực nguy hiểm nhất là Mark có bức xạ cao nhất. Ngay cả xe tự hành mặt trăng cũng không có cách nào. Ngoại trừ xử lý sạch than trì, sơ tán người dẫn cũng là một công việc quan trọng. Các binh lính trong bộ áo giáp đầy đủ bắt đầu tiến hành sơ tán bắt buộc trong thôn. Nhưng một bà cụ chờ đợi ở trong nhà kiên quyết không rời đi. Bà ấy nói rằng mình đã 82 tuổi rồi, đã trải qua cách mạng từ năm 12 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên có binh lính cầm súng bảo bà rời đi. Trước đó có những người lính từ thời Nga Hoàng, những người lính trong thời kỳ Bolshevik của Lenin. Sau đó bà đã sống sót qua nạn đói ở Stalin, nạn đói lớn ở Ukraine, rồi đến thế giới chiến tranh thứ nhất. Người Đức sang xâm phạm, người Nga cũng đến, nhưng bà chưa từng rời khỏi quê hương của mình. Lẽ nào tình hình lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước sao? Nhưng sự thực phũ phàng như vậy, không còn người sống sót sau bụi phóng xạ hạt nhân. Quả thực lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Ngoài việc sơ tán người dân,
Một việc khác cần phải làm là loại bỏ tất cả những động vật đã bị nhiễm phóng xạ đi. Các binh lính nhận mệnh lệnh bắn toàn bộ trong khu vực cấm, bất kể là vật nuôi hay động vật hoang dã. Do doanh trại thiếu nhân lực, Pavel chưa từng nổ súng được cử đến chấp hành nhiệm vụ. Ba người vào trong thôn, cựu chiến binh Bazo nói với cậu, nếu phát súng đầu tiên không bắn trúng chỗ hiểm thì phải lập tức nổ phát súng thứ hai, tránh các động vật bị đau đớn. Sau đó Bazo huýt sáo, các chú chó cưng đều vẫy đuôi chạy ra ngoài, nhưng chúng không biết rằng chờ đợi chúng không phải là thức ăn mà là đạn. Lần đầu tiên Pavel sát sinh chỉ giả vờ bình tĩnh lúc đầu, nhưng khi cậu thực sự đối mặt với một sinh mạng trước mắt thì vẫn lo lắng và run sợ. Cậu run rẩy bóp cò, lại không bắn trúng chỗ hiểm, chú chó nhỏ đau đớn kêu lên nằm dưới đất. May mà Bazo đến kịp thời bắn thêm phát súng mới chấm dứt bi kịch tàn khốc này. Thời gian bữa trưa, Pavel cảm thấy lạc lõng. Bazo vô cùng hiểu cảm giác tội lỗi lần đầu tiên sát sinh này. Thảm họa ngày tận thế này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và động vật không đếm xuể, mà mỗi sinh mạng ra đi đều xứng đáng có được một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng. Trải qua việc xây dựng tinh thần hôm trước, ngày hôm sau Pavel đã có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn nổ súng. Nhưng lúc cậu bước vào một ngôi nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cậu như sắp sụp đổ. Một chú chó mẹ cùng các con nhỏ của mình đang vẫy đuôi với cậu. May mà lúc này Bazo đến, ông bảo Pavel ra ngoài trước và để mình xử lý. Sau đó tiếng súng vang lên liên tục trong căn nhà, các chú chó rời khỏi thế giới này mãi mãi. Các động vật bị bắn cuối cùng được gom lại xử lý, xác của chúng đều bị đổ vào trong một cái hố to, cuối cùng đổ xi măng lên, vĩnh viễn ở trong lòng đất. Bên khác, công việc dọn dẹp than trì vẫn đang tiếp tục. Hai khu vực trước đó đều gần như được dọn sạch rồi. Phía dưới là Mark có mức độ bức xạ lên tới 12.000 Rangen. Vì lý do này, Liên Xô đã mượn người máy đặc chế từ kẻ thù cũ của mình là Đức chú hề. Mọi người trong phòng đều tập trung và mong đợi chú hề có thể trổ tài, nhưng vừa bật nguồn điện, còn chưa đi được hai vòng thì chú hề được coi là ngọn cỏ cứu mạng đã bị hỏng máy. Vì sao ngay cả người máy đặc chế cũng hỏng máy chứ? Lẽ nào nước Đức đang lừa gạt Liên Xô sao? SH Chekbina gọi điện hỏi han tình hình thì nhận được một tin tức khiến người ta tức giận. Hóa ra là trong lúc các quan chức tối cao của Liên Xô nói với nước Đức đã cố ý che giấu chỉ số bức xạ thực để bảo vệ thể diện. Họ chỉ công bố với bên ngoài rằng chỉ số bức xạ cao nhất là 2.000 Rangen, cho nên người máy của nước Đức đến cũng vô dụng. Những người lính trên tiền tuyến đều đang chiến đấu hết mình, trong khi các quan chức thì coi tính mạng họ như cỏ rác. Điều này khiến SH Chekbina, người luôn đứng về phía quan chức, cũng vô cùng tức giận. Nếu như bây giờ đã không thể trông cậy vào người máy được nữa, vậy thì chỉ còn cách duy nhất chính là sử dụng con người. Những chiến binh được chọn đến trung tâm của vụ nổ trên một chiếc xe tải, và nơi họ sắp đến chính là nơi luyện ngục chân thực nhất trên trái đất. Các binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí, họ khoác trên mình những lớp da chỉ dày. Vị tướng phụ trách chỉ huy ở một bên thì giải thích cho họ những điều cần chú ý. Mỗi người chỉ có thể ở trên đó tối đa 90 giây. Sau 90 giây, nếu nghe thấy chuông thì phải lập tức quay lại. Cứ như vậy, những nơi mà xe tự hành mặt trăng và người máy không thể làm việc, những anh hùng bằng xương bằng thịt này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thần kỳ. Theo thống kê, lúc đó tổng cộng có 3.828 binh sĩ tham gia vào lần hành động nguy hiểm này, và mỗi người trong đó đều là những anh hùng bất khuất. Tại thời điểm này trong câu chuyện, công việc dọn dẹp chính đã kết thúc, thảm họa chấn động lòng người này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Đồng thời thảm họa này cũng đã thay đổi rất nhiều người. Pavel trong doanh trại không còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Chính những hành động làm hại động vật liên tục nhiều ngày đã khiến đôi mắt cậu đầy ắp những sự tuyệt vọng và phức tạp. Trong bệnh viện, Lyudmila sinh ra một em bé đã ra đi, liên tiếp mất chồng con, cô đã bị thảm họa này cướp đi tất cả. Mặc dù thảm họa đã qua đi, nhưng mọi thứ vẫn chưa được tiến hành cải cách triệt để. Ulana đã được ra tù, và qua nhiều ngày điều tra, về cơ bản cô đã điều tra ra tình hình cụ thể của đêm xảy ra vụ nổ. Nhưng bây giờ, điều duy nhất cô vẫn chưa làm rõ được chính là vụ nổ thực sự. Thực ra sự việc đã xảy ra sau khi nhân viên kỹ thuật ấn nút tắt máy khẩn cấp. Điều này có nghĩa là gì chứ? Dừng máy khẩn cấp vốn tương đương với nút an toàn. Bình thường trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần ấn nó là lò phản ứng sẽ lập tức ngừng hoạt động. Đơn giản mà nói, nút ấn này chính là để ngăn chặn vụ nổ hạt nhân. Nhưng tại sao đêm đó nhân viên kỹ thuật lại ấn nút đó, và ngược lại nó còn phát nổ nữa? Ulana đến thư viện, cuối cùng cô đã tìm được những tài liệu có liên quan, nhưng vừa mở ra xem, cô mới phát hiện ra hai trang liên quan đến nút dừng khẩn cấp đã bị xé mất. Thế là cô liền cầm tài liệu đó đến tìm Legazov, sau đó ông mới hoảng hốt nhận ra rằng thì ra ban đầu chính đồng nghiệp của ông đã viết tài liệu này, và hai trang bị xé ra cũng chứa đựng những vấn đề tiềm ẩn của nhà máy điện hạt nhân. Lúc này Legazov cuối cùng cũng hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Nguyên tắc làm việc của lò dừng khẩn cấp chính là nhanh chóng đưa tất cả các thanh làm mát vào lò phản ứng để đạt được mục đích tắt lò phản ứng. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, Liên Xô đã không lắp cục chặn vào đầu thanh làm mát. Vì vậy, sau khi nhấn nút khẩn cấp, than trì ở đầu thanh làm mát đã tiếp xúc lõi phản ứng một cách dữ dội và lập tức gây ra vụ nổ. Nói trắng ra là để tiết kiệm tiền, Liên Xô đã biến chiếc nút đáng lẽ là nút bảo vệ trở thành nút kích nổ. Ulana ủng hộ Legazov nói ra chân tướng sự thật với thế giới, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến Liên Xô nhanh chóng thay các thanh làm mát của các nhà máy điện hạt nhân khác để tránh những thảm họa đó tiếp tục tái diễn. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu thực sự muốn nói điều đó ra thì có nghĩa là sẽ làm mất mặt Liên Xô trước toàn thế giới. Đối với một nhà khoa học như Legazov mà nói, vấn đề chính trị đang bị đe dọa ở đây còn khiến người khác bận lòng hơn. Việc dọn dẹp đống đổ nát của Chernobyl, quả nhiên rất nhanh sau đó, các quan chức cấp cao của chính phủ đã bắt đầu dùng chiến thuật vừa đấm vừa xoa để đe dọa Legazov tuyệt đối không được nói ra sự thật. Ngay sau đó, tòa án tối cao bắt đầu mở phiên tòa thẩm vấn. Quản đốc kỹ sư trưởng và trợ lý kỹ sư trưởng ngồi ở bàn bị cáo, còn SH Chekbina, Legazov và Ulana chịu trách nhiệm dọn
dọn dẹp đống lộn xộn, đã ra tòa với tư cách là nhân chứng quan trọng. Ba người lần lượt đưa ra lời khai và sự thật cũng bắt đầu được tiết lộ từng chút một. Đầu tiên là SH Chekbina, ông chỉ ra rằng lò phản ứng phát nổ, thực ra lúc đầu khi chưa hoàn thành nó đã được đưa vào sử dụng rồi. Đồng thời chính đám người quản đốc đã cố tình làm giả các tài liệu xác nhận việc hoàn thành, và sở dĩ họ làm như vậy chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ trước cuối năm và để tranh công với cấp trên. Ngoài ra trước khi nghiệm thu, có một thử nghiệm trong lò phản ứng chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn. Sau đó, đám người quản đốc đã thực hiện tổng cộng 3 cuộc thử nghiệm, nhưng tất cả đều thất bại. Tuy nhiên họ vẫn chưa rút ra bài học, suy ngẫm lại vấn đề và tiếp tục bắt đầu cuộc thử nghiệm thứ tư, chính là cuộc thử nghiệm dẫn đến thảm kịch Chernobyl này. Sau khi SH Chekbina bước xuống, Ulana tiếp tục đi lên. Theo điều tra, cô nói rằng lần thử nghiệm thứ tư vốn được sắp xếp vào ban ngày, nhưng nhà máy điện địa phương nói rằng họ phải đợi đến nửa đêm mới có thể giảm cung cấp điện để phối hợp với thử nghiệm. Lúc này, nếu là một đội ngũ chuyên nghiệp thì cuộc thử nghiệm chắc chắn sẽ bị hủy, nhưng ba người họ lại hoàn toàn không coi trọng việc đó, mà chỉ muốn lấy được báo cáo thử nghiệm càng sớm càng tốt. Vậy tại sao họ lại vội vàng muốn có được báo cáo thử nghiệm đến vậy? Câu trả lời vẫn là để thăng chức. Hóa ra gần đây có một sự thuyên chuyển công việc trong nhà máy điện hạt nhân, quản đốc sắp bị thuyên chuyển đi chỗ khác, và sau khi quản đốc đi thì kỹ sư trưởng sẽ được thăng chức làm quản đốc, còn trợ lý kỹ sư trưởng sẽ được thăng chức làm kỹ sư trưởng. Mà để thực hiện được tất cả điều này thì đòi hỏi phải có thành tích, do đó cuộc thử nghiệm sẽ được tự ý chuyển sang ca đêm. Và điều đáng lo ngại là nhân viên ca đêm căn bản không có kinh nghiệm làm thử nghiệm, thậm chí họ còn không hiểu hướng dẫn vận hành la bàn. Tiếp theo là Legazov ra tòa. Ông nói rằng tối đó trợ lý kỹ sư trưởng Dialov là đã làm việc trong phòng thí nghiệm vì ông ta muốn được nghỉ làm sớm, nên đối với cuộc thử nghiệm này chỉ đơn giản là làm cho có lệ mà thôi. Ông ta không quan tâm đến các câu hỏi của cấp dưới, thậm chí để tiết kiệm thời gian, ông ta đã nhiều lần đưa ra các chỉ thị trái pháp luật và không tuân theo quy trình. Nếu dùng cách hiểu đơn giản nhất về lò phản ứng hạt nhân, chúng ta có thể đơn giản hóa nó thành hai thiết bị, một thiết bị gia nhiệt và một thiết bị làm mát. Sự tương tác giữa chúng cho phép lò phản ứng tạo ra công suất phù hợp và cuối cùng đạt được mục đích tạo ra điện. Tuy nhiên, dưới hàng loạt chỉ dẫn sai lầm của Dialov trước đó, sự cân bằng giữa hai thiết bị đã hoàn toàn bị phá vỡ, khiến công suất trong lò phản ứng giảm mạnh. Lúc này, kỹ sư phụ trách thực hiện đã quyết định đóng lò phản ứng và đợi trong 24 giờ. Đây cũng là biện pháp cứu vãn chính xác nhất. Tuy nhiên, để nhanh chóng được thăng chức, Dialov đã quyết định vi phạm các trình tự và buộc phải gia nhiệt lại lò phản ứng, thậm chí còn đe dọa cấp dưới của mình rằng nếu không làm theo những gì ông ta nói thì anh ta sẽ không bao giờ có thể tìm được việc nữa. Do đó, tôi nói an toàn thì là an toàn, nếu như hai người không đồng ý, vậy thì sau này các anh cũng sẽ không cần phải làm việc ở đây nữa đâu. Mà không những chỉ ở đây mà còn ở Kursk, Ignalina, Leningrad hay Novovoronezh, các anh cũng đừng nghĩ sẽ tìm được công việc ở bất kỳ đâu nữa. Tôi đảm bảo là như vậy đó. Tôi muốn anh biết rằng tôi có thể chắc chắn điều này. Mau nâng công suất lên. Chính vì chỉ thị sai lầm của Dialov mà tất cả mọi người đã không thể quay đầu lại được nữa. Để tăng nhiệt lại lò phản ứng, các nhân viên kỹ thuật dường như đã lấy hết tất cả các thanh lạnh ra. Lúc này, máy tính đã đưa ra cảnh báo đề nghị tắt lò phản ứng, nhưng Dialov vẫn nhất quyết tiếp tục thử nghiệm theo ý mình. Do không có tác dụng trung hòa của thanh làm mát nên sau vài giây, công suất trong lò phản ứng bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt, lập tức vượt quá giá trị định mức. Trong hoàn cảnh như vậy, cách duy nhất có thể làm bây giờ là nhấn nút dừng khẩn cấp để lập tức dập tắt lò phản ứng. Nhưng như chúng tôi đã nói trước đó, vì ban đầu Liên Xô ham rẻ và không sử dụng các thanh làm mát đúng quy cách nên nhấn nút này chẳng khác nào trực tiếp kích nổ nhà máy điện hạt nhân. Đến đây, sự thật về vụ nổ hạt nhân Chernobyl cuối cùng đã sáng tỏ. Việc đám người quản đốc lơ là nhiệm vụ là nguyên nhân đầu tiên, và hành vi độc đoán của Dialov khiến lò phản ứng không ngừng chuyển biến xấu và trở thành vũ khí hạt nhân. Còn điều thực sự kích nổ vũ khí hạt nhân này là thái độ cắt xén ăn chặn và cố tình che giấu của Liên Xô khi xây nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, quan trọng hơn là hiện nay các lò phản ứng có lỗi thiết kế giống nhau. Ở Liên Xô còn 16 nhà máy nữa, trong đó có 3 nhà máy đang hoạt động cách Chernobyl chưa đầy 20 km. Nếu lỗi thiết kế này không được sửa chữa kịp thời thì mỗi nhà máy trong số đó là một quả bom hạt nhân đã được hẹn giờ. Cuối cùng, Legazov đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói ra tất cả sự thật, và điều chờ đợi ông là vụ bắt giữ như dự kiến. Nhà khoa học cống hiến biết bao công sức cho sự cố Chernobyl và cứu sống vô số sinh mạng của các nhà khoa học, cuối cùng lại bị đối xử nghiệt ngã hơn cả hình phạt bị xử bắn. Tên quan chức cấp cao của chính phủ trước đây đã đe dọa ông, đã đích thân tuyên bố xét xử ông. Thứ nhất là tất cả những gì anh nói trước tòa hôm đó đều sẽ không được quốc gia công nhận, cũng không được bất kỳ phương tiện truyền thông nào đưa tin. Do đó tất cả những lời kêu gọi của ông đều uổng công vô ích. Đồng thời, kể từ bây giờ trở đi, ông sẽ không có bất kỳ bạn bè nào nữa và cũng sẽ không ai tin những gì ông nói nữa. Công việc, quyền lợi và đóng góp của anh đều sẽ bị chia cho những kẻ biết an phận. Còn bản thân ông, trong suốt phần đời còn lại của mình, sẽ hoàn toàn trở thành một người vô hình không ai cần đến và cuối cùng hẹo trong sự cô độc. Câu chuyện kể đến đây đã thực sự mở ra thời khắc tuyệt vọng nhất, đó chính là thảm họa do con người tạo ra thường khiến người ta đau khổ hơn thảm họa tự nhiên. Giữa những tiếng than khóc của Chernobyl, người dân đông như kiến, còn Legazov là người đã lật ngược tình thế, nhưng khi đối mặt với chính trị, ông thậm chí còn không bằng một con kiến. Ông có thể giải đáp tất cả những công thức như bách khoa toàn thư, nhưng ông lại không thể giải được những âm mưu và thủ đoạn trong bản chất con người. Sau phiên tòa, Legazov bị bí mật áp giải đi. SH Chekbina và Ulana lặng lẽ đưa tiễn người đồng đội cũ từ xa. Kiếp này, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Câu chuyện về Chernobyl đến đây là kết thúc rồi, nhưng những vết thương trong thực tế thực ra chỉ mới bắt đầu thôi. Sau lần xét xử này, Liên Xô vẫn không sửa lỗi thiết kế trên các thanh làm mát. Mãi cho đến khi vụ nổ xảy ra 2 năm sau, Legazov tự sát trong tuyệt vọng. Trước sức ép của dư luận, Liên Xô cuối cùng mới cải tiến vấn đề này. Nhóm thợ
mỏ để lại ấn tượng sâu sắc trước đó, đã làm việc ngày đêm và cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Nhưng cái giá phải trả là hơn 100 người trong số họ không sống nổi đến 40 tuổi, và cả những người đi xem cháy cầu đường sắt vào đêm xảy ra vụ nổ nữa. Theo dữ liệu cho thấy, do bức xạ hạt nhân, sau đó tất cả họ đều thăng hết mà không ai thoát khỏi. Nhưng điều khiến ta phải bức xúc là, vô số nhà khoa học và người dân đã phải trả giá bằng mạng sống của họ vì điều này. Nhưng những tội nhân gây ra những thảm họa này thì vẫn đều đang sống nhăn răng. Trên thực tế, quản đốc kỹ sư trưởng và trợ lý kỹ sư trưởng chỉ bị phạt 10 năm cải tạo lao động. Sau khi kỹ sư trưởng ra tù, ông ta vẫn tiếp tục làm việc trong nhà máy điện hạt nhân. Còn lão trợ lý kỹ sư trưởng thì sống đến năm 1995, 65 tuổi mới về với các cụ. Vấn đề chính trị quá phức tạp và thảm họa này cũng khiến ta cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng thật vui vì cuối cùng ông trời đã không phụ lòng tất cả các anh hùng. Ví dụ, ba công nhân tự nguyện xuống nước để mở van, mặc dù sau này các phương tiện truyền thông đưa tin rằng họ đã hẹo vì bức xạ, nhưng đó có thể là sự bảo hộ của Thượng Đế. Thực ra họ không có gì đáng lo ngại và hai trong số họ vẫn còn sống cho đến ngày nay. Điều khiến người ta thương xót và cảm động nhất chính là những người dân trong sáng và tốt bụng. Mỗi khi nhắc đến Chernobyl, chúng ta luôn sẽ nhắc đến rất nhiều con số, đó là hàng chục nghìn người hẹo, hàng trăm nghìn ca ung thư, hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Khi nghe đến đây, chúng ta chỉ cảm thấy sốc, nhưng khi đem những con số này cụ thể đến từng chi tiết và từng cá nhân thì mới có thể cảm nhận được nỗi đau thực sự của nó. Đối với những người đã từng trải qua chuyện này mà nói, vụ việc Chernobyl là sự thối rữa trên từng tấc da, là từng giây phút đau lòng. Chúng ta không bao giờ đánh giá thấp con người khi thiên tai và thảm họa do con người tạo ra ập đến. Chúng ta cũng nên tin rằng sau thảm họa, niềm khao khát sống và sự kiên cường mạnh mẽ đến mức nào, đây mới chính là điều đúng đắn và cảm động nhất ở Chernobyl. Cuối cùng, xin gửi sự kính trọng đến tất cả những điều tốt đẹp và công lý đã được ban tặng trong thảm họa này, và cũng gửi lời tri ân đến những người luôn tiến bước trên con đường chông gai, những người anh hùng luôn quên mình mà tiến về phía trước. Được rồi, hôm nay đến đây thôi nha, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.